Mến chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hiện tại mình đang ở xã An Khánh Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay theo anh Dương Anh Dũng đến đây quay các anh cưa cây nhãn. Cây nhãn thì rất là lâu năm, nằm sát mí luôn, âm tùm cả nhà. Nhãn này cái hoành của nó rất là to ha. Xin mời cả nhà cùng theo dõi giỏi. Dũng mà leo lên cây nhãn. Cây nhãn này chắc lâu năm hả chú? Lâu à, như phần mình bỏ đó. Tụi lên tụi tôi chắc á. Để giết nó lùi. Lâu rồi, cái này cũng lâu rồi. Quá bự. Nó cứng. Cái này là con thớt nè, thường tắm tắm bụng nó dày, nó cứng vô lần tôi cưa cái nhãn như kia đó. Dòm đây nghe. Dòm đây có chị cái mắt nè. Dòm có chị cái mắt ở đây.
Giờ mới dưới nha. Kéo lại. Kéo lại. Ừ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thank you.
tổng cộng là anh Dân cưa 12 tấm thớt nha cả nhà. Cây nhãn nó rất là lão luôn, nếu mà cưa nữa thì còn được nữa nhưng mà ginh không nổi cả nhà ơi. Mình kết thúc video tại đây cả nhà ơi.